Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một chiến góp nhận 25 tốc cần cát từ sàn cát swap. Tốc cần này sẽ link lên sàn Bankake swap, Chat swap, cát exchange nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video, mình mở Telegram bấm start chat bot nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue. Mở lớp trang nha các bạn. 79 cộng 5 là bằng 64. 84 chứ. Mà gửi cho bot nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên thì khá là nhiều các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller các bạn. Có 3 nhiệm vụ các bạn. Rồi các bạn join vào nhóm chat nha các bạn. Tại cái Telegram này đứng gọi ta. Quá tờ join nhiều. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Đây channel thì các bạn follow người ta các bạn. Mới nhấp vô follow nè. Sau khi follow thì các bạn bắt đắp lại. Nhảy đâu khơ khơ. Tiếp tục Twitter thì các bạn follow, like và từ Bitbot nè các bạn. Bắn nhấp vô đây nè. Bắn nhấp vô fan các bạn. Bắn theo dõi Twitter nè các bạn. Bắn like và từ Bit bị viết ở game nè các bạn. Chết lại thôi các bạn. Lại 2 bài đi các bạn. Rồi bạn mới đáp lại các bạn. Control. Rồi bấm đòn nha bạn. Bấm nhầm đòn nè. Tiếp tục quan điện là username từ Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Qua tà mạng nếu nó lót vòng vòng vòng. Nó còn MMO của anh nè các bạn. Các bạn thông cảm nha bạn. Hai nhà cộng luôn. Các bạn MMO của bạn, MMO của bạn nữa. Rồi bạn gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục bấm don nè. Tiếp tục thì các bạn gửi là địa chỉ BNB Smart Chain. Các bạn dùng địa chỉ với ETH trên chocolate. Hoặc địa chỉ BIM Smart Chain trên chocolate. Hoặc bạn dùng địa chỉ MetaMask và app nền tảng BIM Smart Chain vậy cũng được các bạn. Mình sẽ chocolate. Rồi các bạn sao chép nha bạn. Rồi các bạn bắt đầu. Mình đặt bot. Các bạn gửi cho bot nha các bạn. Trời ơi mà. Giờ bạn gửi cho bot nè. Ok, như vậy sau khi bạn gửi, bạn lấy miếng ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân món được ghép, các bạn ghép được 2 tốc cần cát. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Mạng lag quá.